hai chảnh. Từ Siêu xin chào các bạn nhé. Thì hiện tại salon của Từ Siêu thì đang chuẩn bị đúc cái lab vô phần chân dịch ha. Rồi Siêu con tán lại mời các bạn xem nha. Rồi hiện tại thì anh Dương ảnh đang mài cái phần mà chỗ bắt cái lưu đó các bạn. Mấy cái miệng như con đỉ á, mình đi vô đây mấy chân dịch nó cười chết. Được. Này chân dịch nhôm nha các bạn. Rồi vô nè anh em ơi. Rồi, đúc nha. Rồi cái là quét ra. Cái lắp hiện tại là 102 mm nha các bạn. Rồi, khiên đi anh ơi. Rồi ok, đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên, vô. Vô, vô. Vô. Nhắm lên, nhắm lên, nhắm lên đi. Yeah. Nhắm đính lên đi. Yeah. Nó vô đi rồi sửa lại. Bỏ lên cái nó. Nữa này nữa đây đấm. Chết mẹ đụng hả? Xây chân dịch đi. Xây chân dịch đi. Chổi rồi sao xây nổi. Qua ra sao đây ra. Anh năm ra sao đây. Kêu ấy tiếp về kêu ấy tiếp dịch. Xây chân dịch đó. Rồi ok vô. Sai chiến dịch anh năm. Sai dịch quan chứ. Không có mới được á. Nhắm đây đây, nhắm đây đây. Bà lên cái quạ lên đây nhắm quá. Đây đây đây. Đinh vào đó. Đinh vô đó. Bạn vô. Chậm lên cái phía rồi lên đó đúng rồi đó lên đây nhanh ơi lên đây nhanh ơi cái chiều xéo lên đây đúng rồi đó đổ đi đổ đi à. Rồi tán vô tay rồi. Rồi, tán này tăng hào rồi các bạn. Ok. Một chút nữa sẽ xiết con tán. Các bạn này nó kỳ thú ha. Xiết tán nó kỳ thú hơn. À, bữa nay diễn viên Hồ Kha nó không xuất hiện ha. Rồi, ok. Đưa chìa khóa vô. Đậu ngay được. Đậu lên.
thấy không ai. Dính vô đây, dính vô đây. Người dính đây, dính nắm mới được. Con cây nữa đâu. Đưa mặt cam vô nè. Đưa cam vô đụng nó. Đưa cam vô đụng nó. Điều tài quá. Thì yeah. Hai cánh xuống, hai cánh xuống, hai cánh xuống đây cho định tâm anh. Rồi xả ba lan xuống, nhớ. Thôi bây giờ xả ba lan ra xuống nha. Cho tiên dịch của nó nằm ở sát của mặt đất luôn á. Đang nó hỏng dịch lên làm gì? Thêm cái này đi. Kè xay kè còn xay được mà. Đâu lên chút nữa đâu nha. Nữa. Đâu ơi. Đâu lên. Em bự à. Ôi. Trong ngoài kia đó. Rồi rồi ok hay quá anh ơi, trong ngoài kia là xuống ngọt luôn kìa. Đó. Thôi em ơi. Yeah. Rồi bán đi cậu ơi. Ông chủ ghe ông giỡn rồi. Rồi quất đi. Ơi quá ngọt luôn kìa, quá ngọt luôn kìa, xuống dưới luôn kìa. Nữa cậu ơi. Vô đây ngoài đi. Nữa nữa cậu ơi. Rồi đổi chìa khóa đi. Thêm cái nữa. Thêm chút nữa. Ok, một lần nữa nha. Rồi, ok nha mấy bạn. À,
1, 2, 3. Ở đâu hết con rồi? Ủa, hết con rồi. Ba con rồi. Anh quay phim có cháu không? Đi. Đây có không? Gì uống lát nhiều lát. Hết đâu hết được, cái đó là người ta trường lại đi vô lại vô rút trường lát nó vô, nhưng mà nó vô các bạn có nhiều mà nãy có thân á, vậy vô còn tạo. Bác sĩ Dương đang gian găng. Vừa gió có gì làm không anh? Này lính đổi chân rồi, lính hồ kha rồi. Lâu ngày nó bị lên tan các bạn ha. Rồi phải gian găng lại. Gian găng lại mới bắt được 3 con tán nó vô cho cứng ha. Giữ lại, giữ con tán lớn lại. Sao rồi, đi hết rồi. Đi hết rồi. Ba cái bụi đất dính đây nè. Quá trời. Con vịt này chạy khoảng năm ngoài nữa là đổi con vịt khác rồi ha. Nhà đây để tôi nghe để tìm cất nhà. Quá. Nhanh lên chạy đăng lấy giùm con nha luôn. Lấy cái phan chứ kêu nó đưa giùm cái mũi phan 10 ly rưỡi, 10 ly mình. Tuột kìa. À, nếu thích clip này thì các bạn hãy cho mình một like nha. Thì mình quay về tàu biển là nhiều ha, những ngành nghề hậu cần luôn. Hậu cần vững chắc thì tiền phương mới ok ha. Rồi bây giờ thì sẽ lật cái bánh lái này qua ha các bạn. Để kiểm tra coi phần sắt nó gãy ở đâu thì sẽ hàn khúc đó ha. Kiểm tra lại đàng hoàng. Trời ơi, lấy bả lan đi mấy ông ơi. Rảnh thì chơi, nãy đi bả lan đi. À, dập tay, dập tay em Dương giờ. Đợi gì vậy coi. Đục keo mới ra đường được ha. Đâu? Này hả? Cắt từ đây luôn nè. Này hả? Ờ, vô cái này ra luôn nè, nó tét từ đây luôn nè. Thôi cắt đầu keo đó, kiểm tra lại. Như bánh vậy á. Ờ, đúng rồi, nó rời luôn nè. Rồi, hiện tại trời đã mưa rồi. Mưa lâm râm rồi các bạn ơi. Thì chỉ còn một con rắn nữa thôi là xong. Con nhiều quá đó. Phải dễ đâu. Okay.
có phải chim miếng lông đền vô nha các bạn. Không chim là không được nha. Ok, lấy tiền. Rồi, tiếp này đây kết thúc nha các bạn. Kết thúc nha, bye bye anh Dương ơi. Bye bye luôn. Dọn đồ đi anh, 150.000 ha, trả tiền ủ nha.